Bắt đầu. Chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ quay một cái video này là từ cũng đã quay trên ô tô rồi, nhưng mà quay bằng xe máy thì đường nó trực diện hơn, tiếng nó sẽ ồn, nhưng mà sẽ để cho mọi người hiểu được cái khung cảnh nó chuẩn hơn. Đây là chúng ta đang đi trên đường, cái cung đường từ dự án là từ Hải Phòng về từ Ocean Park 2 về Ocean Park 1. Bên cạnh chúng ta đây là khu này đang là khu Hải Âu. Bên phải chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy này. Như chủ đầu tư chia sẻ ấy, là cái cốt đường này bắt đầu làm từ đây này. Đấy, làm từ đây nâng cốt lên qua cái trộm sản xuất vé đằng sau của chúng ta từ phân khu Hải Phòng ấy. Chủ đầu tư sẽ can đường ra và như thế thì phân khu cỏ xanh sẽ có 3 lối vào. Thì chúng ta sẽ nhìn đây à. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy đúng không? Hôm nay thời tiết rất là đẹp, vừa cơn mưa xong. Đấy, bạn nhìn thấy lưng cốt này, cái cốt đất đấy, đắp đất lưng lên bằng cái cốt đường của đường 5B. Đấy, xong dưới ở chỗ bên này chúng ta sẽ nhìn thấy một cái theo thiết kế cũ của đường 5B thì có một cái đường hầm chui. Đường hầm chui của cái đường 5B này, những kiểu hầm chui dân sinh ấy, thì sau này chủ đầu tư sẽ thành một cái nối rẽ mà là đi thẳng sang, thì là chúng ta lại quay ngược lại đường Hải Phòng chậm đường này thôi. Đấy, thì đây là sẽ rất là thuận lợi. Đây bạn nhìn thấy không? Đấy, đây là một cái đường rẽ, đường nhánh này vào đường cỏ xanh này, phân khu cỏ xanh này, các bạn nhìn thấy không? Đấy đó. Đây là phân khu cỏ xanh này, quay ngược lại đây. Đây thì trong cái này bạn nhìn đấy, đi lên chứ. Đấy, đây là cái hầm dân sinh này, bạn nhìn thấy không? Hầm dân sinh này đấy, theo cái cốt của đường 5B đấy. Thì như vậy là chúng ta đưa từ cỏ xanh chúng ta đâm thẳng ra, là chúng ta quay ngược lại theo hướng tay trái là chúng ta đi về phía Hải Phòng. Đấy, lên cầu về Hải Phòng. Đấy, kết nối giao thông như vậy đi. Đấy, thì chúng ta nắm được cái thực tiễn của dự án. Bên này đang là phân khu cỏ xanh. Đấy, còn các cái mình đang thấy những cái tập kết các mấu nối này cho làm công viên ở bên đường bên này, là theo chủ đầu tư có chia sẻ là công viên Sinh Park dài 2 km từ đầu dự án đến chỗ đập đảo dừa. Đây bạn nhìn thấy cốt đường đang nâng lên thi công. Theo chủ đầu tư có chia sẻ thì tầm tháng 8 năm 2022 là đường này sẽ thông tuyến, khánh thành cái tuyến này, bạn nhìn thấy không? Đấy, rất là thuận lợi. Thì cái phân khu cỏ xanh này bắt đầu mở bán và chủ đầu tư có giải thưởng là 2 chiếc xe lắc A. Chúng ta nhanh chóng đón nhận cơ hội. Thì cái cốt đường này nâng bằng xong rồi đi xuống, thì tức là gì, chúng ta sẽ thấy là từ đường 5 kia à, từ phía Hải Phòng lên là chúng ta sẽ đi xuống dưới này đấy, cái cốt đường hạ xuống này đấy. Chúng ta sẽ đi vào đầu dự án này, đi đến trên kia là cái cầu Phật Long Hưng đây. Đấy, bạn nhìn thấy không? Thì hôm nay hôm qua mình quay video thì là biểu tượng về chủ đầu tư không bật đèn này. Đây là một cái lối rẽ nữa vào lối rẽ này, đây là rẽ này nó đang vào phân khu cỏ xanh này. Đấy, cỏ xanh đấy, các bạn nhìn thấy không? Đấy, và bây giờ là chủ đầu tư đang trăng lưới lại rồi, đang đóng các cái ép cọc để thi công công viên. Đây là bạn đang nhìn thấy tập kết vật liệu này để ép cọc kè đá thi công công viên Sinh Park. Đây là nhìn thấy chưa, thấy đẹp không, đẹp tuyệt vời không, tập kết đẹp không, đấy cho những điều tuyệt vời nhất này. Đấy, thấy chưa, thấy được Ocean Park này. Đây đấy, và chúng ta sẽ đây, trên đây các bạn nhìn thấy phía trước này đang là cầu vượt Long Hưng. Thì nếu như mà bình thường mà chúng ta lại đi, khi mà từ Hải Phòng lên chúng ta rẽ vào thì chúng có thể rẽ đây một cái, lúc này này chúng ta rẽ một cái là chúng ta sẽ đi vào cái đường vành đai 3,5 để ô tô kìa. Đấy, chủ đầu tư đang trăng lưới thì là sẽ đi đấy, thì đây chúng ta sẽ rẽ vào cái phân khu cỏ xanh đấy, chúng ta biểu tượng đầu tiên của dự án này. Đấy, đây là cầu vượt Long Hưng này. À, chúng ta sẽ đi thẳng một đoạn nữa lên, nó sẽ là tức là từ từ
nếu như bình thường của dự án thì chúng ta nếu như muốn quay ngược lại từ hiện tại bây giờ thì là chúng ta sẽ phải đi lên trên Ocean Park 2, chỗ đoạn của xuống Ocean Park, xuống Ocean Park 1, cái đoạn mà cầu chỗ tòa nhà Technopark ấy, sau chúng ta quay ngược lại thì mới về Hải Phòng được. Đấy, thì đó là đang là một cái, nhưng mà nếu mà đúng cung đường này thì chủ đầu tư cái đường chúng ta vừa quay vừa đi qua ấy, thì tháng 8 khánh thành thì kết nối của từ Ocean Park 2 đi về Hải Phòng thì cực kỳ thuận lợi. Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh, đấy là cực kỳ thuận lợi. Còn đây chúng ta đang sẽ đi đến đây để chúng ta hiểu cái cung đường ấy. Đây, phía trước này thì bây giờ là kết nối từ Ocean Park 2 về Ocean Park 1 thì, hoặc là về quận, về Hoàn Kiếm và Hồ rất là thuận lợi. Nhưng mà nếu mà quay ngược lại Hải Phòng các bạn phải lên Ocean Park 1 để quay lại. Đó là một cái mà chúng ta từ ngày hoàn thiện lại. Chúng ta sẽ thấy rằng là đường nhà thì trong tương lai khoảng tháng 6 tháng sang năm nhận nhà, Trà Là sẽ là nhận nhà đầu tiên. Có lúc hầm này, đây là hầm dân sinh để chủ đầu tư sẽ lối ra can đường nhá. Đấy, đi bước như vậy. Đấy, bạn nhìn thấy chưa, chúng ta đang đi về Ocean Park 1, tòa nhà Technopark kìa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.